Xin chào các bác nha, hôm nay làm cái đố vui. Đây là cái nắp chai này các bác, cái nắp chai bi em vừa mới uống xong, bi Thanh Hóa các bác nha. Này, bi Thanh Hóa của dân Thanh Hóa đấy. Vừa mới uống xong. Bây giờ em sẽ để cái chai này lên đây các bác. Để cái chai. Chai này lên cái nắp này. Rất khó các bác ạ. Đây. Rất khó để các bác nha. Đấy. Đấy 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 các bác thấy lắc chưa? Đây. Và bây giờ xin đố vui với các bác. Làm một cách nào mà mình lấy cái nắp chai này ra, này cái nắp dưới này ra khỏi cái chai bia này mà cái chai làm cho cái chai bia không đổ vẫn đứng các bác. Này là đố vui chơi đây nha, nhiều bác thì nhìn cái biết ngay nhưng mà cũng có nhiều bác là phải nghiên cứu đấy. Này, đây các bác, mình không thò tay vào chai bi, tức là không đụng chạm vào chai bi này nha, mà vẫn lấy được cái nắp này ra khỏi chai bi. Làm cách nào được các bác? Có bác nào biết giúp em không ạ? Đây. Mình lấy cái nắp này ra khỏi chai bi mà chai bi này không đổ vẫn đứng im các bác nha, không được cầm tay vào mà không được luốt bất cứ một vật gì đụng chạm vào chai bi, có nghĩa là không được đụng chạm vào cái chai bi này và vẫn lấy được cái nắp này ra. Đây. Để các bác xem có cái gì không ạ? Đây các bác. Lấy chai bia này không đổ nha, lấy nắp này ra khỏi chai bia mà không đổ, mà không được đụng chạm bất cứ vật gì vào chai bia này, không được đụng chạm tay hoặc là cầm vật gì hay là dùng bất cứ một vật gì để nâng chai bia lên hạ xuống, không được đụng chạm vào chai bia mà vẫn lấy được cái nắp này ra đấy mà chai bia không đổ các bác. Đây thì hôm nay em xin chia sẻ với các bác một cái mẹo vui đấy nha, đây là chỉ là mẹo vui đấy nha, nhiều bác có thể là biết rất nhiều rồi thì thông cảm nha. Còn cũng có một số bác mà không hay để ý nên không biết thì hôm nay cũng chia sẻ đố vui với các bác. Ở đây em sẽ lấy cái của chai ra khỏi chai bi cho các bác xem mà không làm đổ chai bi này nha. Đây các bác chuẩn bị cho em một que đũa nha, que đũa nó phải nhũa hơn cái mặt nắp của cái vũa này nha. Đây, mà em làm que này thì hơi to đấy nhưng mà, đây các bác thả xuống đây và ta sẽ bật lên các bác. Đây. Đấy, các bác thấy là mình lấy cái vũa ra khỏi chai bi rồi, mà chai bi không hề đổ các bác nha. Em sẽ làm lại một lần nữa cho các bác xem nha. Đây các bác, nắp chai bi đây, mình để cái chai này lên các bác. Đây, và rất chi là nhanh nha. Đấy, không hề đổ qua đúng không các bác? Em không sờ, không động vào cái chai này nha. Đây, lấy cái nắp rất chi là đơn giản. Đấy chỉ là một cái mẹo đố vui được các bác ạ. Đây. Mà chai bi mình không đổ các bác nha. Để các bác xem nè. Đừng có cười em nha. Đây là một cái mẹo đố vui đây.